Anh chàng này tên là Đông Chun, một học sinh cấp 3 nhưng lại là kỳ tài luyện võ hiếm có khó tìm. Cần cù thì bù siêng năng, cần cù thì bù thông minh, luyện ngày không đủ thì lại tranh thủ luyện đêm. Vậy nên Đông Chun đã được lựa chọn vào đội tuyển Taekwondo của trường trong trận đấu lựa chọn võ sĩ đi thi Olympic quốc gia. Mặc dù đã áp đảo và chiến thắng đối phương nhưng anh lại bị hiệu trưởng của trường đánh trượt. Cái nồi gì thế thầy ơi, tao thích chọn ai thì chọn. Đông Chun cay cú làm phát gót trúng hàng tiền đạo của hắn ta và nhận được cái kết phải chuyển nhà đi nơi khác để nhập học một ngôi trường mới. Do bố mẹ đi đóng phim mất tích từ khi Đông Chun còn chưa biết bò, vậy nên dì của anh phải lặn lội thân cò nuôi thằng cháu suốt 16 năm qua. Dẫn đến mặc dù đã ngoài 30 nhưng người phụ nữ này vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, chẳng ai đến mượn đất để trồng củ khoai. Điều này khiến Đông Chun vô cùng ái ngại, nhưng suy đi tính lại anh cũng chỉ biết học tập chăm chỉ để làm vui lòng dì mà thôi. Muốn sống một đời êm đềm nhưng hàng đêm cơn ác mộng hôm nào dã và hàng tiền đạo của thầy giáo vẫn luôn giày vò Đông Chun. Thôi thì không làm võ sĩ thì làm một người học trò như bao thằng bạn cùng trang lứa. Sáng hôm sau, Đông Chun vừa đi siêu thị mua ít bún đậu mắm tôm trở về thì vô tình bắt gặp mấy thằng trẻ trâu đang chấn lột tiền của một cậu học sinh mọt sách. Thấy có khách đi qua, cậu ta lao ra rồi bớ bít túm vào kêu cứu. Một thằng nói rằng, mồ mày cất ở nhà hay sao mà lại không chào bọn tao. Anh Hùng thấy chuyện bất bình chẳng tha, Đông Chun nói rằng, ba đánh một không chột cũng quê, thích tao cho tắt cái loa giày đi không. Mấy thằng này nghe thấy vậy thì cười đều coi khinh nên Đông Chun đành phải tính sổ. Ba thằng nhảy bộ xông vào đòi ăn tươi nuốt sống được anh nhưng nào ngờ lập tức bị ăn hành cho sớm mặt. Chỉ vài tích tắc, thằng nào thằng nấy bị vã cho bới đất tìm răng chẳng nói nên lời. Bỗng dưng đằng sau có thêm hai thằng đi tới, Đông Chun muốn chơi đùa một chút nên liền làm chim cút chạy marathon. Ấy thế mà năm thằng mãi không đuổi được, dừng lại tại một con ngõ vắng vẻ, không ngờ bọn chúng thở như chó chạy điền kinh, còn Đông Chun lại chẳng hề si nhê nên miệng nở nụ cười rồi nhảy lên tung cước. Chẳng cần phải ước bọn đó cũng đã phải nằm viện chấn thương chỉnh hình. Dì của Đông Chun biết chuyện thì liền nhắc nhở, cháu còn gây gổ nữa thì thân già này không độ nổi được đâu. Một lúc sau, hai dì cháu đã dẫn nhau tới gặp thầy hiệu trưởng để nhập trường. Biết được quá khứ oanh liệt của Đông Chun, thầy giáo nói rằng, nhìn cậu ta tôi đã cảm thấy lo lắng cho bộ nháo của mình, hãy tích cực chăm ngoan học giỏi để mai này còn làm giàu cho đất nước. Dì của Đông Chun nói rằng, cháu nó ở nhà ngoan lắm, mỗi tội nó chẳng mấy khi ở nhà nên tất cả sự dạy dỗ đều trông cậy vào các thầy. Làm xong thủ tục nhập môn, thầy hiệu trưởng sắp xếp cho Đông Chun học ở một lớp chuyên ăn tàn phá hoại. Đúng là cuộc đời thật là bi hài, ba thằng hôm qua vừa được tẩm quất massage lại là bạn học chung lớp với anh. Khánh Sơ Cay, trường con và trường to lập tức phi tới nhà vệ sinh mách lẻo tên đại ca tóc bổ mái đang phì phèo rít thuốc có biệt danh là A Béo. Thì ra bọn chúng là băng đảng trùng trường báo đốm, những kẻ chuyên bắt nạt và chấn lột tiền tiêu vặt khốn nạn bậc nhất ở trường cấp 3 mà Đông Chun đang học. Nghe thằng Khánh Sơ Cay nói rằng, thằng ôn đó đấm chúng em sứt cả môi lòi cả rốn. A Béo ngạc nhiên hỏi, thằng danh nào mà dám to gan lớn mật đến thế? Hắn là học sinh chuyển trường mới vào lớp bọn em. Ngay lập tức A Béo dập điếu thuốc rồi xông tới lớp học định tính sổ với Đông Chun. Ấy thế mà anh chẳng hề run sợ. A Béo hỏi rằng, sao mày dám đánh em tao? Láo thì tao phải dạy. A Béo thấy thế liền đi đường quyền thì bị Đông Chun đạp một phát vào ống đồng đau điếng. Hắn cởi áo ra đánh cho nó máu thì bị anh đạp phát thứ hai ngã ngửa ra sau. A Béo vẫn không phục liền đứng dậy xông vào thì bị Đông Chun tung liên hoàn cước cho ngất trên cành quất trước sự chứng kiến của mọi người. Ngay lập tức Khánh Sở Cai phải cõng đại ca đến trạm y tế của trường. Đúng lúc này lại gặp thầy hiệu trưởng. Ông cha hỏi hai thằng trường con và trường to rằng, chúng mày lại vừa đánh nhau phải không? Trường to óc bấy như con chim sẻ đáp lại, là bị đánh chứ không phải đánh nhau đâu thầy. Trường con nhanh trí giải vây, cậu ta đập đầu vào bồn cầu khi đi ẻ thôi ạ. Thầy hiệu trưởng liền cho mỗi thằng một phát vả rồi lập tức rời đi. Tí thì cả ba lại ăn bản tường trình kiểm điểm như chơi. Không chỉ có A Béo, trong băng đảng băng đốm còn có một thằng đại ca khác tên là Đầu Cát Moi. Hắn ta đang coi hai thằng đàn em chấn lột một học sinh cùng khối thì trường con xông tới báo tin. Ngay lập tức chúng liền đi tìm Đông Chun để báo thù rửa hận. Khi vừa đến giờ ra chơi, Khánh Sơ Cai lừa giật cặp sách của Đông Chun để dụ anh lên sân thượng. Chú có lòng thì anh có nước mắm nam ngư. Tới nơi, tên đại ca Đầu Cát Moi cùng với năm thằng đàn em đã trực sẵn để ăn tươi nuốt sống Đông Chun. Ấy vậy mà anh lại chẳng hề run sợ mà nhìn bọn này với ánh mắt hình viên đạn vì dám lấy đồ của anh. Bọn chúng cười như đười ơi ăn phải bà. Đông Chun chẳng thèm đáp trả mà lấy cặp rời đi. Đầu Cát Moi tiến tới nói rằng, lạnh lùng thế chú em. Nói xong hắn giơ tay ra bắt để giảm hòa nhưng ai ngờ lại lừa cắn trộm khiến Đông Chun xịt cả máu mồm. Bực mình anh nhảy lên tung cước khiến hắn lùi bước về sau. Mau xông lên đồng nó cho tao. Năm thằng lập tức lao vào nhưng Đông Chun nào có ngán. Một thằng tới là một thằng gục, hai thằng đến anh đạp chết cả hai. Bọn này có đầu thai thì Đông Chun cũng sẽ đấm. Đầu Moi xông tới thì bị Đông Chun gạt chân cho lượn cổ mấy vòng. Hắn có mắt không chồng nên bị bón hành cho sấp mặt. Hắn định cởi áo tiếp tục nhào vô để lĩnh sẹo thì một tên đại ca khác trong băng đảng là Lee Jung xuất hiện ngăn cản. Hắn nói rằng, hãy về với đội của bọn tôi rồi sau đó giơ tay ra bắt. Đông Chun đáp, không có đâu con trai. Vừa dứt lời, Đông Chun rời đi khiến bọn chúng vô cùng bực bội. Những ngày sau đó, Đông Chun chứng kiến rất nhiều lần Đầu Cát Moi và lũ đàn em trong băng đảng trùng trường báo đúng không làm mà đòi có ăn nên thường xuyên đi ăn cướp. Điều này khiến cho một người trượng nghĩa như Đông Chun suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn không còn những kẻ bắt nạt tồn tại ở chốn học đường, nhưng dường như một mình sẽ chẳng thể nào làm được điều đó. Lúc này, tên đại ca Lee Sung bỗng dưng đi ngang qua khiến cho Đông Chun nghĩ ra một diệu kế. Hôm trước hắn có ngỏ lời muốn mời anh gia nhập hội, lợi dụng điều này, Đông Chun sẽ từ từ cảm hóa tất cả các thành viên của băng đảng trùng trường. Khánh Sơ Cai
Anh thì mặt xanh như đít nhái, không phải tôi muốn đánh cậu, hãy cho tôi biết nhà của Lee Sung ở đâu. Khánh Sơ Cai vội vàng đáp, ở tận gốc mít, đi tít vào trong rồi qua vài vòng xuyến là đến. Nghe xong, trong đầu Đông Chun đã liền nhảy số. Sau giờ tan học, Lee Sung đang cắm mặt vào con iPhone 14 Pro Max liếc top top thì vô tình va phải một tên đại ca của trường cấp 3 gần đó. Anh ta ngỏ lời xin lỗi thì một thằng tiến tới nói rằng, mày thuộc hội người mù hay sao mà không biết thế nào là rẽ trái phải vào xin nhang, thích bọn ông phang cho tan mặt hạ. Bất ngờ một thằng xông tới túm cổ, Lee Sung bể tay răng rắc rồi đạp thẳng ngực hắn ta. Trận hỗn chiến 3-1 đã nổ ra, quả không hổ danh là đại ca của băng đảng báo đốm. Lee Sung táng cho bọn này cứ đông đốp như thị nở giã gạo với chí phèo. Giàu hay nghèo thì anh cũng uỉnh. Ai ngờ một thằng chơi bẩn cho anh dính ngay viên gạch vào đầu. Tưởng cắn trộm là ngầu nên cả lũ đã bâu lại như ruồi trâu sâu xé bãi cứt mà chẳng hề nương chân. Bất ngờ ở phía xa, Đông Chun sau phi lao tới như một vị thần. Trần Dần có tới đây thì cũng chẳng cứu nổi bọn này. Với thân thủ nhanh như mây bay nước chảy, anh đánh cho ba thằng chạy phọt cả dám ra quần. Xong xuôi, Đông Chun kéo Lee Sung đứng dậy ra về. Lúc này anh ta mới nói ra lời cảm ơn đính kèm với xin lỗi vì hôm trước mấy thằng đàn em trong băng đảng đã dám cà khịa Đông Chun. Sau đó, Lee Sung ngỏ lời sẽ mời anh về cùng phe với băng đảng báo đốm. Cậu với tôi và A Béo cùng đầu mo sẽ làm đại ca, tiền tiêu thả ga và chẳng phải sợ bố con thằng nào. Đông Chun giả bộ suy nghĩ nhưng lại không quá bất ngờ vì toàn bộ mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của anh. Vậy nên sau đó anh đã bắt tay đồng ý làm đại ca của băng đảng báo đốm. Quả nhiên có chút kẻ mác trùng trường vào nó khắc bọt hẳn. Đông Chun đút tay túi quần đi ngay ngang mà chẳng phải ngán bất cứ một thế lực nào. Tuy nhiên đây lại không phải là điều mà anh muốn. Chứng kiến đầu moi, A Béo và Lee Sung đi chấn lột tiền đánh nét của mấy thằng đàn em khóa dưới, Đông Chun chẳng thể nở được nụ cười vì biết đây là một điều khốn nạn nhưng anh tạm thời chưa thể làm gì khác. Sau khi tan học, Tứ Đại An Hại trùng trường rủ nhau đi làm vài mét lòng lợn tiết canh để chúc mừng băng đảng có thành viên mới thì ai dè vô tình đụng độ với băng đảng quần đùi hoa của trường bên cạnh. Với bản tính hiền lành, Đông Chun đành bảo anh em quay đi đường khác. Ai dè bọn ác ôn này lại mồm nhanh hơn não liền quát lớn ra oai, ra kia các anh hỏi thăm sức khỏe. Đông Chun cùng anh em bật cười rồi lập tức đi theo. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy, tưởng sanh xứ thế nào ai dè cũng chỉ là đất nung. Ba thằng chip hôi liền chung số phận bị ăn một trận tê tua và mất hết tiền ăn sáng, bị táng cho nhừ tử ấy thế mà vẫn chẳng kinh, chỉ tay thách thức. Tối hôm đó, Lee Sung và A Béo ngồi châm điếu rồi tâm sự mỏng với nhau. Đúng lúc này lũ đàn em mang chiến lợi phẩm hôm nay vừa mới kiếm được về cho Lee Sung, đầu căn moi nói rằng, chúng ta không thể cứ mãi nộp phế cho tên trùm y chang heo được, hắn đã cướp trắng của anh em mình quá nhiều. A Béo nói rằng thằng đó võ công rất giỏi, nếu không đưa cho hắn thì chắc chắn sẽ thâm mắt mưu lơ. Lee Sung suy nghĩ một hồi lâu thì đã nghĩ ra một diệu kế, đó là mượn dao mổ trâu để giết gà. Thì ra y chang heo mới là tên đại ca lớn nhất của trường, hắn bắt các băng đảng phải nộp lại 50% số tiền kiếm được từ việc chấn lột các học sinh khác. Băng đảng báo đốm không cắt phế cho hắn nên ngay lập tức đã bị gọi lên sân thượng đứng xếp hàng đều tăm tắp như răng hoa hậu. Hắn uýnh cho mỗi thằng một phát rồi quát rằng, tao năm nay đã gần 20 tỏi mà chưa thấy băng đảng nào to gan như chúng mày. Ban nãy thằng Lee Sung bảo tên học sinh Đông Chun mới chuyển trường đến bảo chúng mày qua mặt tao phải không? Lee Sung lập tức thừa nhận, thì ra kế sách mượn dao giết người của Lee Sung là đây. Lúc này Đông Chun cũng đã đến trường, ngay lập tức hai học sinh khác đã bảo anh lên sân thượng có người muốn gặp. Tới nơi, Y Chang Heo nhìn thấy anh thì liền khinh ra mặt, trông như cái kẹo mút giờ mà cũng dám trở thành đại ca hay sao? Tao lại sợ mày quá cơ. Bất ngờ Y Chang Heo quật ngã Đông Chun, hắn là cao thủ judo cộng với ngoại hình to xác nên chẳng có đối thủ ở ngôi trường này. Đông Chun vừa đứng dậy thì Y Chang Heo lại lao tới quật ngã Đông Chun một lần nữa. Điều này khiến cho lũ đàn em phía ngoài vô cùng lo lắng. Tuy nhiên Đông Chun đã né đòn rồi đứng dậy phản công. Lần này anh cẩn thận hơn nên không cho hắn cơ hội quần ngã đường mình, sau đó giã hai phát vào mặt rồi gạt chân cho thằng này đập đầu xuống đất. Tiếp tục trận đấu, Đông Chun sút một phát thì hắn như gãy cả cẳng chân, sau đó anh tới gần rồi bay người tung cước. Y Chang Heo vẫn không cam chịu thì liền ăn ngay một phát gót trúng bộ nhá nam lan ra đất rồi ngóc đầu dậy cung đuôi bỏ chạy. Lũ đàn em phía ngoài chứng kiến thì vui mừng khôn xiết, tung hô Đông Chun như thánh sống. Tối hôm đó tại một quán bia, thằng đại ca của một trường cấp 3 khác có tên là Chim Sưng U đang quát mắng mấy thằng đàn em vì mày xem top top mà không chấn lột được đồng nào. Thì ra đây là ba thằng mà hôm trước bắt nạt Lee Sung, sau đó đã bị Đông Chun dần cho một trận lên bờ xuống ruộng. Bọn chúng thuộc băng đảng óc chó nổi tiếng chuyên bắt nạt kẻ yếu ở trường kế bên. Đúng lúc này, tên béo Y Chang Heo cũng đến. Hắn với tên trùng Chim Sưng U có chút quen biết từ khi xưa nên tới nhờ và rằng, bạn có thể giúp tôi đấm một thằng được không? Hắn tên là Đông Chun, mới chuyển trường đến mà quá ngông cuồng. Trường của mày thì liên quan chết tiệt gì tới tao, mau lượn đi cho nước nó trong. Y Chang Heo cứ lèo nhèo thì suýt bị hắn phang cho một gậy nên đành phải quay đít rời đi. Cùng lúc đó, Lee Sung quay Tinder làm quen được với một vài em bé đường Sugar Baby. Ngay lập tức anh ta rủ Đông Chun đi tán gái nhưng ai ngờ lại gặp khá bảnh thằng bạn ăn chơi bay lắc của Lee Sung từ thời cởi chuồng tắm mưa, và hắn ta cũng là đại ca thuộc băng đảng trùng trường óc cháu của tên Chim Sưng U. Đông Chun lịch sự như bên Tây nên liền giơ tay ra bắt, ấy vậy mà thằng này chẳng thèm để mắt đến nên liền dắt Lee Sung đi ăn mảnh một mình. Ngay lập tức Lee Sung rủ hắn tới một bữa tiệc nhỏ ở quán phở xào Cơm Giang, nơi ba em hot girl Hoa Quả Sơn đang đợi sẵn. Ai dè cô nàng áo đen có tên Sarang He lại là người quen của khá bảnh. Cô ấy nói rằng một thanh niên đầu đường xó chợ chuyên bắt nạt trẻ con ăn cứt gà sát như cậu mà cũng bày đặt tán gái hay sao? Khá bảnh
mảnh cay cú đáp lại, còn cô thì hơi bị tốn dai, vừa mới chia tay đại ca của tôi được 3 ngày mà nay đã đi tìm củ khoai mới. Thì ra Sarang-hae là người yêu cũ của tên trùm chim sưng U nên hai người có quen nhau từ trước. Tao khuyên thật chúng mày đừng dại mà yêu thằng này, tiền chẳng có một xu mà có hay sĩ gái. Khá bảnh quê chữ E kéo dài, chưa được miếng nào vào mồm mà toàn ăn chửi. Thấy tình hình có vẻ ban căng nên Lee Sung lên tiếng can ngăn, sau đó lập tức bỏ đi. Sarang-hae thấy thế cũng chim cút theo sau, bất ngờ cô nàng đuổi theo Lee Sung và nói: "Em đã bù kết anh từ cái nhìn đầu tiên, làm người yêu em nhé bấy bê." Điều này khiến cho anh ta vô cùng bối rối, em đã biết gì về anh đâu, thích thì nhích chứ suy nghĩ làm chi anh ơi. Lee Sung còn chưa kịp nói gì thì cô nàng đã đòi điện thoại rồi lưu số mình vào danh bạ của anh. Đúng là lớn ngớ lại vừa huy chương. Ngày hôm sau đến trường, Lee Sung tươi cười rạng rỡ kể lại chiến tích tán gái có 102 của mình đêm qua. Điều này khiến tất cả đều vô cùng nể phục. Đầu cắt moi nói rằng thời nay châu đi tìm cọc chứ chẳng phải cọc đi tìm châu. Bất ngờ lúc này tên béo y chang heo đang làm anh hùng núp và nghe trộm đa nhóm nói chuyện, biết được Lee Sung có bạn gái là người yêu cũ của tên trùm băng đảng óc chó nên hắn liền xông tới mách lẻo. Con ghẹ của đại ca nay đã bị thằng Lee Sung nó cướp. Điều này khiến cho chim sưng U vô cùng cay cú. Hắn nói rằng thứ gì không thuộc về tao thì đừng hòng là của thằng khác. Lẩm bẩm xong, hắn ra lệnh cho Khá Bảnh dẫn mấy thằng đệ đi xử lý chuyện này. Là chỗ anh em cây khế, Khá Bảnh hẹn Lee Sung ra khuyên ngăn rằng đừng dại mày yêu con đó, nó là người của đại ca tao, mày chẳng thể nào sống yên ổn được đâu. Điều này khiến Lee Sung có phần khó xử. Anh đáp lại: cảm ơn này, cứ để tao giải quyết chuyện này. Khá Bảnh cảnh báo đừng để tao phải ra tay, hãy mau rút lui khi còn chưa muộn. Nói xong hắn lập tức rời đi, để lại Lee Sung với bộn bề suy nghĩ. Tuy nhiên mưa tới đâu thì mát mặt tới đó, anh chẳng sợ thằng cờ hó chim sưng U nên cứ thế vi vu bên cô nàng Sarang-hae. Bên cạnh đó, Đông Chun cũng bắt đầu khuyên anh em nên từ bỏ cướp bóc mà hãy làm thằng đàn ông chân chính để che chở cho người mình yêu. Ban đầu Lee Sung, A Béo và Đầu Cát Moi có vẻ suy nghĩ, tuy nhiên không ngờ rằng sau đó Đông Chun lại nhận được sự ủng hộ của cả ba. Đầu Cát Moi nói với Lee Sung rằng Đông Chun nói đúng đấy, mẹ biết chúng ta ăn hiếp bạn cùng trường là mẹ buồn đó. Lee Sung cũng nói rằng tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi. A Béo lên tiếng, tôi cũng muốn có người yêu, chi bằng chúng ta hãy hành hiệp trợ nghĩa. Quyết định này khiến cả nhóm có phần hứng thú vì ông nào cũng muốn có một mảnh tình riêng. Ngay lập tức cả nhóm đã rủ ba em hot girl làm vài chai vitamin hung hăng để chúc mừng. Cô nàng Sarang-hae hiểu ý nên đã chủ động lên tiếng, hai bé này cũng chưa có người yêu, anh nào thích yêu chiều phụ nữ thì cứ mạnh dạn xin số dép làm quen. Lee Sung đáp luôn, Sarang-hae là hoa đã có chủ, còn hai bạn nữ này thì ba ông liệu mà bảo nhau, không lại sứt đầu mẻ chán. Đầu Mo nói rằng tôi chọn em áo trắng. Ai dè A Béo cũng thích chung một người nên đáp lại rằng chúng ta phải cạnh tranh nhau công bằng chứ sao lại đòi chọn. Sau đó A Béo định đứng dậy rời đi thì cô nàng Kim Bắp ngăn lại nói rằng hai anh đều có cơ hội. Sau khi ra về, Lee Sung và Sarang-hae định đánh quả lẻ đưa nhau đi trốn tới nơi biển băng đầu xanh. Ai ngờ chưa kịp mất phanh thì thanh niên béo y chang heo nhìn thấy nên liền móc điện thoại ra alo cho tên trùm chim Đang Sun. Nhận được tin này, hắn ta tức giận phang ngay cho Khá Bảnh một phát vì tội không hoàn thành nhiệm vụ. Tao bảo mày xử lý việc này mà sao chúng vẫn trao nhau nụ hôn say đắm. Em xin lỗi, em sẽ đi giải quyết luôn. Tao bảo này, không xong việc thì mày biến khỏi nơi đây đi là vừa, nếu không tao đưa mày đi tới Trúc Thỉnh Kinh. Khá Bảnh sợ vãi đái lập tức làm theo. Đúng lúc này hắn cùng đàn em bắt gặp A Béo và Đầu Moi đang tán tỉnh cô nàng Kim Bắp. Hắn chặn đầu và nói, chúng mày ăn gan cọp đâu mà dám tán gái trường tao, mau ra kia bọn anh hỏi tội. Hai ông cạnh sĩ gái nói rằng, thằng oắt này cứ để anh dạy dỗ. Tới một khu đất bỏ hoang, băng đảng óc chó của Lee Sung đã vác sẵn gậy nghênh chiến. Đầu Moi và A Béo nhìn thấy thì muốn xỉu dọc vì sợ bị phang, chúng mày ngang thì bọn anh bẻ rắc. Vừa dứt lời, Khá Bảnh bảo đàn em xông lên, bọn chúng đã đông lại còn có vũ khí nên hai người chẳng thể nào ăn lại được. Kết quả là bị quật trong một trận thờ sống thiếu chết. Khá Bảnh tiến đến nói rằng, khôn hồn thì biến khỏi đất này nghe chưa. Ấy thế mà Đầu Moi vẫn gượng dậy cười như chưa bao giờ được cười và đáp lại, mơ đi thằng khốn. Khá Bảnh máu cháo dồn lên não cầm gậy phang như vụ bão và quả Đầu Cát Moi, sau đó hắn chốt hạ một phát gãy cả gậy gỗ vô cùng đau đớn. A Béo nhìn đồng đội mà lực bất tòng tâm, chạy tới gần thì đã quá muộn. Sau chuyện này, Đầu Cát Moi đã phải nhập viện chấn thương chỉnh hình trong tình trạng u mê quên cả lối về. Điều này khiến cho Đông Chun vô cùng phẫn uất. A Béo nói rằng kẻ thù ác là thằng Khá Bảnh trong băng đảng óc chó thì Lee Sung đã hiểu ra mọi chuyện. Đông Chun bảo nhất định chúng ta không thể để chuyện này chìm xuống được. Tuy nhiên anh chưa kịp ra tay thì tối hôm đó khi Lee Sung đang rung răng rung rẩy dắt con ghệ đi loang quang và đang tặng cho cô nàng một bát cháo lưỡi thì bất ngờ băng đảng óc chó xuất hiện như mấy thằng điên. Chim sưng U nói rằng tao ăn ốc xong mày lại đổ vỏ, con đó là người yêu của tao mà sao mày dám cướp, hôm nay tao sẽ ướp xác mày nha thằng danh con. Nói xong hắn lệnh cho Khá Bảnh dắt cô nàng Sarang-hae đi về nhà trước. Ngay sau đó chim sưng U đích thân vận động đấm cho Lee Sung không trượt phát nào. Hắn dọa rằng chúng mày còn lào nháo thì tao cho không còn răng ăn cháo nghe chưa. Sau đó bạn chúng rời đi để lại Lee Sung phải cấp cứu ở khoa răng hàm mặt của bệnh viện Bạch Mai. Đông Chun và A Béo nhận được tin thì lập tức tới nơi. Nhìn thằng bạn thân tàn ma dại, Đông Chun hỏi, nổ cho tôi cái địa chỉ để đi tính sổ với bọn đó một phen. Tuy nhiên Lee Sung lại nói rằng, tôi không muốn liên lụy đến mọi người. Đông Chun tức giận đáp lại, anh em có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chạy, cậu không nói thì tôi cũng sẽ tìm ra. Giống người Việt Nam nói là làm, Đông Chun quay trở về trường tìm thằng Y Chang Heo dã cho hắn hai phát vỡ hết cả hàng tiền đạo rồi đe dọa rằng, thằng nào đấm bạn tao, khai mau không thì vào nhà xác. Y Chang Heo suy nghĩ một hồi, hắn nói rằng nếu tao tự ý cho số của tên trùm chim sưng U thì hắn sẽ đánh tao lên bờ xuống ruộng, vậy nên tao sẽ cho mày nói
nói chuyện với mấy thằng đàn em. Nói xong, hắn bốc máy gọi cho Khá Bảnh. Đông Trốn tức giận nói rằng có giỏi gặp ông nội mày nhau lũ khốn. Chỉ một phút mốt sau đó, anh và A Béo đã có mặt báo thù. Bốn thằng cờ hò cũng đã ngồi như trò xem tát ao đợi sẵn. Thấy hai người xuất hiện thách đấu, Ly Sung nói rằng thằng đầu moi tao đã cho chấn thương sọ não, còn thằng đầu bổ luống này có thích đi nốt hay không? Có giỏi thì đấu tay đôi với tao như hai thằng đàn ông. Thằng lùn này mày chán sống rồi sao? Hắn xông vào nhưng chẳng đánh trúng phát chết tiền nào. Quả nhiên hắn ta không phải là đối thủ của anh nên nhanh chóng đã bị đo ván. Đông Chun chốt hạ một phát cho đầu hắn quay như đĩa hát. Đúng là đời đã đây lại còn làm lông. Khá Bảnh không những bị Đông Chun củ hành mà thằng chim sưng u cũng chẳng hề nương tay. Hắn cay cú nói rằng một thằng oát con mà không ăn lại nổi thì mày xứng đáng được thả trôi sông. Không thể nuốt nổi cục tức này, chim sưng u ngay lập tức gọi điện cho Đông Chun để chốt kèo. Điều này khiến Đông Chun có phần suy nghĩ. Tuy nhiên nhìn hai người anh em của mình đang chẳng biết sống chết thế nào thì làm sao anh có thể buông xuôi. Ngay lập tức Đông Chun một thân một mình đi tới đường hầm để gặp băng đảng óc chó. Một châm năm anh cũng chẳng sợ mà hiên ngang bước tới. Chim sưng u nói rằng mày chán sống rồi sao, tao chưa thấy thằng nào ngu như mày. Nói nhiều làm gì, ân oán thanh toán trong đêm nay. Vừa dứt lời, hắn gạt nhẹ một phát Đông Chun đã ngã ngửa ra sàn. Màn solo tay đôi chính thức được bắt đầu. Đông Chun từng tập taekwondo từ khi còn chưa biết đi, ấy thế mà đứng trước mặt hắn ta lại xem chừng chẳng ăn thua. Chiêu thức nào của anh chim sưng u cũng đều khắc chế được. Rất nhanh sau đó, Đông Chun đã bị siết cổ rồi ăn một phát chốt vào màn vô cùng đau đớn. Anh cố gắng đứng dậy thì lại bị chim sưng u lên gối xuống trò không thèm nương tay. Quyết tâm biến mặt của anh thành cái bãi tha ma nên hắn đi đường quyền chẳng hề thương tiếc. Chim sưng u túng tóc rồi múc cho Đông Chun dập cả sống mũi thì thôi. Sau đó hắn bay người tung cú sút rồi lại đến cú trò thần sầu vào đầu Đông Chun khiến anh trao đảo suýt ngã. Anh giã vào miệng hắn nhưng lại chẳng xi nhê. Chim Đông Chun cay cú nhấc bổng anh lên rồi quật xuống đất đầy đau đớn. Ấy vậy mà Đông Chun vẫn chẳng khuất phục. Anh cố gắng đứng dậy thì chim sưng u song phi đến giã đầu gối vào màn một phát như trời giáng. Lũ đàn em thấy Đông Chun nằm bất tỉnh nhân sự thì vui như nhặt được tiền. Chim sưng u ngồi xuống nói rằng tưởng chúng là gà nhưng hóa ra cũng chỉ là hạt đậu xanh, so với anh chú em còn non lắm. Nói xong bọn chúng liền rời đi. Tỉnh lại sau cơn lú, Đông Chu đã thấy mình nằm trong viện chấn thương chỉnh hình, định đứng dậy mà toàn thân đau nhức như ngàn nhát dao đâm. Dì của anh tới thăm thì vô cùng lo lắng, cháu mạo hoàng thì thân già này biết sống với ai, chắc gặp nạn tam tai nên mới ra nông nỗi này. Ở phía trường học, do Đông Chu nhập viện nên thằng béo y chang heo đã lên nắm quyền, hắn bắt trường con và trường to đi cướp tiền rồi thu phế. Ấy thế mà hắn không biết rằng mới có một học sinh chuyển trường tới đây. Hắn hỏi Ly Sung rằng mày là thằng mạnh nhất ở trường này phải không, muốn ăn đòn thì lon ton leo lên sân thượng. Tới nơi, anh chàng học sinh mới tên là Choi Song Hiếc lại hỏi rằng mày là thằng trùng trường ở đây phải không. Đi chẳng đổi tên về không đổi họ, y chang heo là ông nội mày đây, lợn hay heo tao cũng cho theo thần chết. Vừa dứt lời, Choi Song Hiếc lập tức xông lên. Với môn võ judo của mình, y chang heo đã nhanh chóng cuột ngã được học sinh mới nhập trường. Tuy nhiên điều đó lại chẳng xi nhê, tiếp tục trận chiến. Thân thủ của Choi Song Hiếc vô cùng nhanh nhẹn, tuy nhỏ người nhưng tung nằm đấm nào cũng vô cùng uy lực, túm tóc đấm móc cho y chang heo phát khóc thì thôi. Cuột ngã được thằng béo, Choi Song Hiếc lao vào tung đầu gối nhưng bị vụt nên xoay người đá xoáy cho nát vào đối phương. Thế học sinh mới hạ gục được tên trùng khét tiếng, ba ông cãi Khá Bảnh, trường con và trường to lập tức bầu anh ta làm minh chủ. Choi Song Hiếc quay sang hỏi Ly Sung và Ai Béo có muốn giao lưu văn hóa văn nghệ hay không, thì Ly Sung nói mẹ em bảo đi học là phải ngoan, bắt nạt bạn bè là bà ghè cho gãy cả chân. Choi Song Hiếc cười đều rồi lập tức bỏ đi. Tối hôm đó ở quán bia, Ly Sung kể ra mọi chuyện với tên trùm chim sưng u rằng chính thằng y chang heo đã xét kèo cho thằng Đông Chun tới uýnh bọn em, hắn ta là chủ mưu đứng sau tất cả. Biết được chuyện này, chim sưng u vô cùng tức giận, hắn liền ra lệnh cho Ly Sung cùng lũ đàn em đi bắt ngay thằng béo về để dạy dỗ. Ngay lập tức ngày hôm sau, băng đảng óc chó đã có mặt tại cổng trường để vây bắt thằng y chang heo. Khánh Sơ Ca nhìn thấy thì liền về mách lẻo, điều này khiến cho hắn ta vô cùng lo sợ, trốn tránh như một con nợ. Tuy nhiên hắn ta phải được mệnh danh là số nhọn nhất năm khi hút còn chưa xong điếu thuốc đã bị ruột cho vãi đài ra quần, bị chặn đầu trong một con ngõ. Y chang bị chốt cho một phát trúng cái mũi lợn của hắn ta. Đi tới quán bia, y chang heo bị giã cho nát cả bờ mông. Không những thế, Ly Sung còn nói rằng hắn thu phế mà chẳng chia cho chúng ta một tẹo nào. Em kiếm được vài bi thuốc lào có đáng là bao, thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao, tao lại thích bán thuốc lào hơn cả bia, mau cởi quần áo ra cho bọn anh khám xét. Y chang heo khóc thét xin tha nhưng thành ra lại bị ăn vài gậy. Hắn ngoan như cún con lột sạch quần áo trên người, chỉ chừa lại chiếc quần đùi hoa. Ly Sung kiểm tra thì chẳng có cái chết to gì. Ở phía bên kia, ba thánh nịnh hót là Khánh Sơ Cai, trường con và trường to mời đại ca đi ăn mì cay cấp độ 7, sau đó hết lời tung hô rằng đại ca là nhất, đại ca là số 1 ở nơi này, chúng em sẽ tất tay một lòng trung thành thờ phụng. Nói đến đây, Choi Song Hiếc đứng hình mất 5 giây rồi đáp lại, ông nội mày đã chết đâu mà thờ phụng, cả lũ im phăng phắc chẳng nói được câu gì. Khi ra về, bỗng dưng Choi Song Hiếc nhìn thấy quán bia thì nổi hứng làm vài cơ. Ba ông cảnh biết rằng đây là quán ruột của băng đảng óc chó trường bên nên có vẻ rèn ngang. Đại ca, nơi này không nên tự ý vào chơi nếu không muốn gặp mấy thằng dở hơi của trường bên cạnh. Choi Song Hiếc tự tin đáp lại, làm trai thì ngại gì chuyện khó, không thằng cờ hó nào mà anh phải sợ. Nói xong, anh ta đẩy cả ba vào trong, may thấy lúc này chẳng có
ai nên bốn con vợ đã có dịp so tài cao thấp. Đang hay thì đứt dây đàn, bỗng dưng lúc này băng đảng óc chó xuất hiện bất thình lình. Chim Sương U nói rằng, đây là chỗ bọn nhóc chúng mày múa may quay cuồng đó hả? Cho xong miếc cay cú, quán bố mày mở ra hay sao? Khánh Sơ Ca nhanh mồm bào chữa, xin lỗi bọn em sẽ cút ngay. Chim Sương U ngăn lại nói rằng, lần sau muốn đến đây phải xin phép bọn anh nghe chưa? Ở phía bệnh viện, Đông Trung đã khỏe lại và chờ ngày hòa nhập với cộng đồng. Bất ngờ huấn luyện viên của anh năm xưa xuất hiện và nói rằng, dì của cậu nhờ anh tới đây hộ tống thằng cháu quý tử về dinh. Điều này khiến cho Đông Trung có phần khó hiểu, thì ra hai người họ đã yêu nhau từ lúc nào không hay. Nhìn bộ đồng phục lâu nay không được khoác lên người, Đông Trung vô cùng nhớ mái trường mến yêu. Ngày hôm sau, thầy hiệu trưởng nói rằng, nếu như cậu còn ủy nhau dù trong hay ngoài trường học thì cũng sẽ bị cho về nhà đi đóng cọc bê tông, chúng tôi sẽ không nhân nhượng thêm một lần nào nữa. Quay lại lớp học, Ai Béo thấy Đông Chun thì vô cùng vui sướng và nói rằng, cậu có biết chúng tôi nhớ cậu đến mức quên cả đi tè hay không? Khi cả hai đang vô cùng vui vẻ thì bỗng dưng một vị khách không mời mà đến, đó chính là Choi Song Hiếc. Mũi thính hơn cờ hó nên đã đánh hơi thấy sự có mặt của Đông Chun. Mày là thằng mạnh nhất trường mới ra viện đó sao? Đông Chun có phần ngạc nhiên, anh quay sang hỏi A Béo, thằng dở nào đây vậy? Khánh Sở Cai cùng trường con và trường to thấy Đông Chun trở về thì lập tức trở mặt với Choi Song Hiếc, khiến hắn ta không ngờ được nước đi này. Đông Chun hiểu ý hắn muốn gì nên liền bảo lên sân thượng nói chuyện riêng cho tình cảm. Tới nơi, cả hai nhìn nhau đầy say đắm, biết rằng nhìn nữa thì sẽ yêu luôn nên Choi Song Hiếc lao vào động thủ. Hắn xoay người đà xoáy nhưng chẳng trúng được Đông Chun. Cả lũ đứng ngoài hóng chuyện vô cùng thích thú, hai đối thủ dường như ngang tài ngang sức, kể 8 lạng người 0,5kg. Tuy nhiên 8 lạng thì chắc chắn sẽ nặng hơn nửa cân nên ngay lập tức Đông Chun đã giành thế thượng phong. Bị áp đảo, Choi Song Hiếc liên tục ăn những đòn chí mạng rồi gục ngã. Đông Chun ngỏ ý muốn kéo cậu ta lên nhưng liền bị từ chối. Thế thì thôi mà xác bạn tôi ơi, nên cả nhóm ra về. Lúc này Đông Chun mới có thời gian tâm sự mỏng với thằng bạn Lee Sung, anh ta cũng nói ra tất cả với Đông Chun rằng băng đảng óc chó nhằm vào tôi chứ không phải mọi người vì người yêu cũ của hắn ta đang là bồ của tôi. Đông Chun đáp lại, tôi chẳng cần biết bọn chúng có mục đích gì nhưng láo thì nhất định tôi sẽ đấm. Lee Sung lo lắng khuyên ngăn, cậu nên tôn trọng bộ nhóm của mình thì tốt hơn. Một lúc sau, A Béo cũng đến và nói rằng đầu mai còn chưa tỉnh dậy nên tôi không muốn cậu cũng vào đó cho vui. Đông Chun suy nghĩ một hồi rồi chốt như đinh đóng cột, tôi sẽ chiến đấu dẫu chúng có là đầu gấu hay đầu mèo. Sau giờ tan học, anh bỗng thấy có người đi theo, thì ra đó là Choi Song Hiếc. Hắn nói mới biết băng nhóm của Đông Chun chuyên hành hiệp trượng nghĩa nên muốn được gia nhập hội của anh. Đánh kẻ chạy lại chứ chẳng ai đánh kẻ chạy đi. Đông Chun liền đồng ý và dẫn tới ra mắt anh em. Vậy là băng đảng lại có thêm một thành viên mới có thân thủ không phải dạng khổ vừa, thay thế cho đầu cắt moi đang nằm trong viện. Tuy nhiên Đông Chun biết rằng mới thế sẽ chẳng thể nào ăn lại được băng đảng óc chó của thằng Chim Sung U, vậy nên anh liền quyết tâm khổ luyện thành tài để đánh bại hắn ta. Đúng lúc này huấn luyện viên cũng là ông chú tương lai của Đông Chun xuất hiện, thấy lòng anh đầy căm hận nên ông ấy nói rằng luyện võ không phải dùng để đánh nhau mà là để rèn luyện đạo đức con người. Vậy mấy thằng thích bắt nạt kẻ khác thì sao? Có thế nào cháu hãy báo cảnh sát thì hơn. Trên đường về, hai chú cháu vô tình bị mấy thằng nát rượu va phải. Bọn chúng sai không thèm xin lỗi mà còn thái độ lồi lõm. Mày biết bố mày là ai không? Đông Chun đáp lại. Thế ông biết bố tôi là ai không mà hỏi? À thằng danh nhảy láo, sư phụ đẩy Đông Chun ra xa, bọn chúng định túng cổ ông thì bị bẻ tay rồi ngay lập tức bị quần ngã. Thằng già còn lại cũng không quá được 3 chiêu, thằng đâm niêu không vỡ chưa hốt quay lại thì bị chốt vào cổ cho vỡ cả yết hầu. Ngày hôm sau, Đông Chun hỏi sư phụ rằng sao lúc đó chú không báo cảnh sát mà lại ứng lộn với người ta. Đó là chú phòng vệ chính đáng, không táng thì bọn chúng cũng cho mình nhập quan. Vậy chú có thể huấn luyện cháu để phòng vệ chính đáng bảo vệ gì mỗi khi gặp nguy hiểm được hay không? Nhắc đến bà dì xinh gái, ông chú lập tức đồng ý. Thời gian sau đó, Đông Chun bước vào khổ luyện, biết rằng để trong thời gian ngắn đánh bại được thằng khốn Chim Sương U thì anh cần tăng khả năng thực chiến, vậy nên Đông Chun đã lựa chọn boxing thay cho taekwondo như trước đó. Quả nhiên không chuyện gì làm khó được anh, Đông Chun rất nhanh đã lĩnh hội được những miếng đánh cực kỳ lợi hại. Học để đi đôi với hành, huấn luyện viên của anh đã gọi đến một võ sĩ vô cùng xinh gái. Thấy là phái đẹp, Đông Chun nở nụ cười e ngại vì không muốn vùi hoa dập liễu. Sư phụ nói chị đẹp là nhà vô địch Olympic Bắc Kinh về boxing nên đừng khinh mà hãy cẩn thận. Y như rằng vào trận Đông Chun đã bị dã cho không trượt phát nào. Tuy nhiên bất ngờ anh chớp thời cơ cho người đẹp một phát cù chào sang ngang rồi ly biệt và giành chiến thắng. Và một buổi tối nọ, khi Đông Chun đang ôn lại các chiêu thức trên đường về thì bất ngờ bị một đám giang hồ gọi lại. Thằng đại ca nói, sao mày dám đánh ba thằng em của tao? Thì ra bọn này là băng đảng quân đối hoa ở trường cấp 3 bên cạnh mà anh cùng với các anh em khác đã dạy cho một bài học trước đó. Tên đại ca nói rằng, ở cái đất này ông mày chẳng ngán một ai, ra kia anh thái mày thành trăm mảnh. Thế à, đi thôi, các chú thích thì anh sẽ chiều. Đang lúc cần áp dụng các tuyệt chiêu học được vào thực tế, Đông Chun này đã vô cùng lợi hại, đánh cho thằng này bại liệt thì thôi. Lũ đàn em thấy thế định xông vào nhưng thấy đại ca bị bẻ tay răng rắc như sạc thuốc lào thì liền bỏ chạy. Một người đã quay video và đăng lên top top khiến cho Đông Chun trở nên vô cùng nổi tiếng. Mọi người nói rằng giờ anh đã khác và thằng Chim Sung U chuẩn bị tới số rồi cũng nên. Biết được sự trở lại này của Đông Chun, Chim Sung U vô cùng cay cú. Ngay lập tức hắn gọi điện cho Đông Chun và nói rằng chúc mừng chú em đã được về nhà, lần này thích nhập viện nào để anh còn đạt lịch. Đông Chun nghe xong thì vô cùng căm phẫn, anh đáp rằng chưa phải lúc đâu con trai, mày sẽ sớm phải tới tìm tao thôi. Điều này khiến cho Đông Chun có quá nhiều suy nghĩ. Vừa dứt lời, ngay lập tức hắn đã sai Khá Bảnh đi thực hiện một kế hoạch, đó là khích tướng. Lee Sung nhận được cuộc gọi của thằng bạn cũ thì lập tức tới khu cung trường vắng vẻ gặp ngay. Khá Bảnh nói rằng sao mày cứ ép tao phải ra tay với bạn bè như
vậy? Li Sung đáp, lộn cái bàn Hàn thắng khốn nạn. Nghe thấy vậy, Khá Bảnh liền lên vồ tấn công. Một trận chiến 4-1 đã diễn ra. Mặc dù Li Sung có võ công cao nhưng cũng chẳng ăn lại được vì bọn chúng quá đông, chính thức bị hạ gục. Khá Bảnh xông tới nói rằng, đây mới chỉ là cảnh cáo. Nếu thằng Đông Chun không đến tục còn xin lỗi đại ca Chim Sương U thì sẽ không dừng lại ở thế này đâu. Li Sung vác bản mặt chi chít vết thương về thì cả nhóm vô cùng phẫn nộ. Anh ta nói với Đông Chun, hay là chúng ta nhượng bộ bọn đó để sống cho yên. Đông Chun tức giận nói rằng, nếu vậy thì chúng sẽ còn bắt nạt bao nhiêu học sinh vô tội khác. Chúng ta không thể mở mắt làm ngơ. Biết rằng thời cơ đã chín muồi, những ngày sau đó, Đông Chun càng nỗ lực luyện tập hơn rất nhiều. Và rồi một ngày nọ, bốn anh em siêu nhân Gao đã quyết định hẹn gặp băng đảng óc chó để quyết sống mái một phen. Hai bên gặp nhau ở đường hầm với đầy căm phẫn. Bọn chúng còn chơi bẩn mang theo cả vũ khí cầm tay. Chim Sương U đắc ý nói rằng, cảm ơn bọn mày đã tăng thêm thu nhập cho bác sĩ. Anh em xông lên. Hai bên lao tới nhưng Choi Sông Hiếc ngăn Đông Chun lại, bảo rằng cứ để bọn tôi lo. Anh ta muốn Đông Chun sẽ giữ sức để đấm thằng đại ca. Cuộc chiến 3-4 được diễn ra. Mặc dù băng đảng của Đông Chun có ít người và mặc cho đối phương dùng vũ khí, tuy nhiên anh em vẫn đoàn kết đồng lòng quyết tâm đánh trả. Lúc này bất ngờ có một chú bò tót đỏ chót phóng khối phân lớn tới đạp vào Khá Bảnh. Không ai khác, đó chính là Y Chang Heo. Hắn ta đã ngộ ra mình cần phải hành hiệp trượng nghĩa giống như băng nhóm của Đông Chun nên tới đây giúp sức. Nhân cơ hội đó, băng nhóm chính nghĩa đã giành thế thượng phong và đánh bọn này ra bã. Giành được chiến thắng, thằng nào thằng nấy đều xây sầm mặt mày. Lúc này mới đến lượt hai người giỏi nhất trao dồi võ thuật. Đông Chun định ra tay nhưng Y Chang Heo bảo mày cứ để tao xử thằng này. Tên béo xông lên thì chưa đánh nổi một đòn đã bị cuốn ngã. Hắn chạy tới ôm Chim Sương U nhưng lại bị dã cùi trò đấy đau đớn. Học tập anh em thà sống vinh còn hơn chết nhục. Y Chang Heo vẫn lao lên dù có bị ăn đòn, cho tới cuối cùng bị chốt một phát vào mặt ngã ngửa ra sau mới chịu bỏ cuộc. Lúc này đã đến lượt Đông Chun xuất đầu lộ diện. Hai bên lao vào giao chiến một mất một còn. Chim Sương U vô cùng tự tin nhưng hắn nào biết rằng Đông Chun chẳng còn như xưa, thân thủ của anh đã khác và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Anh nhường tí thôi thằng em. Lúc này hắn lao lên bắt đầu phản công, quả nhiên hắn ta đánh đầm nhiều nên đã trở thành điêu luyện. Tuy nhiên Đông Chun cũng chẳng kém, hai bên ăn miếng trả miếng vô cùng tình cảm. Cuối cùng Đông Chun bị quần ngã, anh nhanh chỉ lộn ngờ dòng và tung nắm đấm. Chim Sương U lúc này liền tung ra đòn khóa vai và cổ vô cùng lợi hại. Tuy nhiên vỏ quýt dày thì có bộ neo nhọn, Đông Chun đỡ một phát vào bắp chân để phá khóa. Sau đó anh lại tóm cổ để khóa lại hắn ta, hắn cũng dùng cùi chỏ phá khóa được và thoát ra ngoài. Tiếp tục trận đánh, hai bên lại xông vào trao nhau chiêu thức. Cuối cùng Đông Chun tung đồ gối thần công cho hắn hẹo luôn tại trận nằm vật ra sàn. Băng đảng chính nghĩa cũng giành chiến thắng. Đông Chun chính thức là trùm của ba ngôi trường cạnh nhau, tuy nhiên anh không duy trì chấn lột và bắt nạt như những bọn khác mà là cấm học sinh uýnh nhau dù có bất cứ lý do gì, bởi lễ bạo lực học đường cần phải loại bỏ trong môi trường này. Cô nàng Sarang Hee xông tới trách móc Li Sung, sao các anh lại đấm người yêu cũ của em, lẽ ra phải cầm gạch mà phang cho hắn nhập quan tài mới đúng chứ. Kể từ đó Li Sung và cô nàng hạnh phúc bên nhau mà chẳng kẻ nào dám cả gan ngăn cản, và dĩ nhiên họ cũng không quên phát cẩu lương cho lũ bạn vẫn chưa có người yêu. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, khi ngồi trên ghế nhà trường, việc nên làm của mỗi học sinh là chăm ngoan học giỏi, bạn giao ai đánh được người này thì vẫn còn có rất nhiều thằng khác mạnh hơn cho bạn quê chữ E kéo dài. Bạo lực học đường là một vấn đề cần được lên án, vậy nên mỗi chúng ta hãy chung tay đẩy lùi để xây dựng một môi trường giáo dục được tốt hơn, cố gắng chăm ngoan học giỏi để sau này thành công gái sẽ tự bu đến chứ chẳng cần tán nha anh em. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.